Hello everybody. Now so I put the plan in the pocket. Now become the wire. Put the plan in this. But that's in already. In each pocket, you have to put some spawn underneath there. You put in a spawn underneath there. Sponges? Sponges, yeah. Các bạn mình bỏ thêm cái máy miếng nó vô đó để cho nó giữ nước đó các bạn. Mình tưới nước đó thì nó sẽ... Mình nhớ sponge, yeah. Nhớ phải đục mấy cái lỗ đây cho nó chảy nước xuống từ dưới. Đó, để như vậy đó. Nó sẽ làm nhẹ cái thì mình bỏ vô nó ít chắc hơn nhưng mà nó sẽ giữ nước được đó như vậy đó. Thôi các bạn ha. I finished my plants I bought yesterday. Now, what's the name? Grow the wall. Finally done. Goodbye.